bảng cao cấp Hyundai Santa Fe Premium 2019 trang bị full option, đầy đủ tính năng, có mức giá bán công bố 1,185 tỷ đồng, máy xăng, và 1,245 tỷ đồng, máy dầu, cao hơn 50 triệu đồng so với bản đặc biệt và cao hơn 190 triệu so với bản tiêu chuẩn. Phiên bản này cạnh tranh với các phiên bản cao cấp của Fortuner, Everest, Panamera Sport. Giá xe Hyundai Santa Fe 2019 bản cao cấp Premium tại Việt Nam: Santa Fe Premium xăng 2.4 lít 1,185 tỷ đồng, Santa Fe Premium dầu 2.2 lít 1,245 tỷ đồng. Thông số kỹ thuật Santa Fe Premium 2019. Kích thước tổng thể dài rộng cao là 4.770x1.890x1.680mm, chiều dài cơ sở 2.765mm, khoảng sáng gầm xe 185mm. Phiên bản động cơ xăng 2.4 lít cho công suất 188 mã lực, phiên bản động cơ dầu 2.2 lít cho công suất 202 mã lực. Hệ dẫn động 4 bánh HTRAC, chức năng lựa chọn 4 chế độ lái Comfort trên Eco trên Sport trên Smart. Trang bị ngoại thất Hyundai Santa Fe 2019, cụm đèn trước bi LED, đèn định vị LED, đèn sương mù LED, đèn xe tự động bật tắt, cảm biến gạt mưa tự động, đèn hậu LED 3D, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy, mâm xe hợp kim 19 inch, cửa khoang hành lý đóng mở điện thông minh. Trang bị nội thất, tiện nghi Hyundai Santa Fe 2019, vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển giải trí, điều khiển hành trình, lẫy chuyển số trên vô lăng, ghế xe bọc da cao cấp màu nâu, ghế lái điều chỉnh điện có chức năng nhớ ghế, ghế hành khách trước chỉnh điện, tính năng sưởi và thông gió ghế trước, hệ thống giải trí màn hình 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay định vị dẫn đường bản đồ Việt Nam, âm thanh 6 loa premium, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng, khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Cửa sổ trời toàn cảnh, hiển thị kính chắn gió HUD, đồng hồ lái kỹ thuật số, gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn. Trang bị an toàn xe Hyundai Santa Fe 2019, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt thân xe VSM, hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, phanh tay điện tử ETB, giữ phanh tự động Auto Hold, chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm, camera lùi, hệ thống hỗ trợ đổ xe TDV kép, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, khóa an toàn thông minh SAE, cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA, khóa an toàn thông minh. Hiện tại, Hyundai Santa Fe 2019 bản cao cấp Premium đang được Hyundai Lê Văn Lương bán ra ở mức 1 tỷ 185 triệu cho máy xăng và 1 tỷ 245 triệu cho máy dầu. Quý khách hàng có thể trả thẳng hoặc trả trước 20%, số tiền còn lại trả góp với mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 10,5% một năm. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán thực tế, quý khách vui lòng liên hệ với Mít Ngọc Huyền, phó phòng kinh doanh Hyundai Lê Văn Lương, hotline 0967 58 8585. Hãy like, subscribe để ủng hộ kênh và nhận những thông tin mới nhất về xe ô tô tại Việt Nam nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.